Chào mọi người đến với Night Routine Vlog của mình. Một trong những nhân tố giúp mình có thêm năng lượng cho ngày mới đó là việc có một Night Routine nhất định. Mình sẽ dẫn mọi người quay lại tối ngày hôm trước và xem những gì mình đã làm để có một giấc ngủ ngon và chuẩn bị cho ngày hôm sau thật năng suất nha. Night Routine của mình sẽ bắt đầu từ sau giờ làm. Mình thì làm việc tại nhà, giờ giấc cũng khá là linh hoạt. Mình luôn cố gắng giải quyết cho xong việc trước buổi chiều, còn buổi tối thì mình để dành làm những chuyện khác. Làm xong thì mình dọn dẹp bàn làm việc gọn gàng để sáng hôm sau khi ngồi về bàn sẽ cảm thấy có động lực hơn. Sau giờ làm việc thì cũng đến giờ dẫn em Mizu ra ngoài rồi. Một ngày thì tụi mình dẫn em ấy 3 lần, sáng, trưa, tối. Buổi chiều thì luôn tiện cả nhà mình cùng đi dạo, hít thở không khí luôn sau một ngày dí mặt vào máy tính. Vợ chồng mình cũng thường hay catch up, nói chuyện, bàn những gì xảy ra trong ngày. Bên mình đang là mùa hè, trời tối rất là trễ, phải tính 9 giờ mặt trời mới lặn, cho nên khi nào mình cũng cảm thấy ngày nó rất là dài, mình có thể làm được rất nhiều việc. Để chuẩn bị nấu ăn thì mình đầu tiên á, luôn luôn sẽ bật một playlist nhạc khi mà nấu ăn để mà tạo mood. Không biết tại sao mà dạo này nhà mình hơi bị ngán ăn thịt, cho nên là tuần này nhà mình ăn chay nguyên cả tuần luôn. Thực đơn tối nay gồm có tàu hũ kho nấm, đồ xào và canh bí. Ăn chay cảm giác nhẹ bụng hẳn mọi người ạ. Khi nào cũng vậy, mình ăn xong rồi sau đó tới Bizu ăn. Sau khi ăn uống hết thì mình tự giác đi uống vitamin vì mình hay quên mà cũng rất là lười. Hôm nay mình quyết tâm là ngày nào bây giờ cũng phải tập uống đủ vitamin để coi được mấy bữa. Sau khi ăn cơm tối xong xuôi hết thì vợ chồng mình chia nhau ra dọn dẹp nhanh một chút. Mình thì tranh thủ 10-15 phút để dọn bếp, đồ đạc linh tinh quanh nhà, đổ rác nè. Mình nghĩ là đây cũng là một cách giúp cho mình cảm thấy thoải mái khi thức dậy với một căn nhà gọn gàng ngày hôm sau. Thay vì phải dành 2-3 tiếng cuối tuần để dọn nhà thì mình có thể làm việc khác vào cuối tuần. Đến phần thư giãn nhất trong night routine của mình, đó là lúc đi tắm và skincare. Mình luôn tẩy trang trước khi đi tắm, dù có make up hay là không. Lúc này thì mình hay mở vài bài nhạc chill rồi sau đó hát hò khùng điên trong lúc tắm. Lúc này là mình cảm thấy thực sự thư giãn. Bắt đầu với bước skincare của mình thì lúc trước da mình bị mụn rất là nhiều. Mình cũng thử 7-7-49 bước skincare khác nhau. Nhưng mà giờ tới 30 tuổi rồi mình cảm thấy đơn giản is the best. Chú trọng vào dưỡng ẩm và dùng những kem đặc trị cho lão hóa thôi. Cho tóc thì mình dùng serum của Ordinary. Mình dùng được vài tháng rồi thấy tóc cũng bớt rụng nhưng mà thật sự mình cũng nhát lắm, lâu lâu xiên nó mới dùng thôi. Trời cũng vừa lặn rồi, mọi người có thấy sunset màu hôm nay đẹp quá chừng ha. Dù là có đủ thứ việc để làm nhưng mà mình luôn cố gắng dành thời gian ít nhất 15-30 phút để luyện đàn cho đỡ quên. Thiệt là có những bài mình tập tới 2 tháng rồi còn chưa xong vì không có thời gian luyện nhiều. Mình đang tập bài này của nhạc sĩ Joe Hisaishi. Ông hay viết nhạc cho những bộ phim anime của Nhật. Mọi người có ai biết bài này không? Những lúc chơi nhạc như thế này thì mình cảm thấy con người rất là nhẹ nhàng, coi như trong đầu không có suy nghĩ bất cứ một thứ gì nữa. Cảm giác rất là thư giãn. Mình rất thích uống các loại trà thảo mộc trước khi đi ngủ. Loại trà mình hay uống là trà hoa cúc. Nó kiểu giúp mình định thần và ngủ cũng ngon hơn nữa. Sau khi pha trà xong thì mình lên phòng mà mình dành một chút thời gian để mà lên kế hoạch cũng như planning những content sắp tới cho YouTube và Instagram của mình.
mình có thể sửa video một chút xíu, hoặc là ngồi xem những video nhẹ nhàng thư giãn ở trên YouTube để lấy cảm hứng. Mình thì thích xem mấy cái nấu ăn của Frank Culinary, hoặc là những vlog nhẹ nhàng truyền cảm hứng từ kênh Hà Nội Chamomile chẳng hạn. Bây giờ cũng là 10 giờ hơn rồi, mình bật điện thoại qua chế độ ban đêm. Mình thì hạn chế nhìn phone cỡ khoảng 30 phút đến 1 tiếng trước khi đi ngủ. Trong lúc coi giãn cơ thì mình luôn tranh thủ nghe vài cái podcast. Thì dạo gần đây mình rất mê podcast của thầy Minh Niệm ở trên Spotify. Nếu mọi người có thời gian thì nên nghe thử nha. Ta lại tiếp tục đề cập đến những vết thương đó. Quên đi mình là một kẻ bị tổn thương, một kẻ bị trầm cảm, bị rối loạn lưỡng cực, bị rối loạn lo. Nay routine của mình kết thúc bằng một cái kiss goodnight cho em cún nhà mình. Mình cũng chúc mọi người có một buổi tối thật thư giãn. Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog ngắn tuần này của mình, và hẹn mọi người một vlog kế tiếp nhé.